Thưa quý vị, nhóm nghiên cứu Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế IVAC đang sớm hoàn thành quá trình thử nghiệm vắc xin Covivac để dự kiến ngày 23 tháng 3 sẽ thử nghiệm giai đoạn 1 trên người. Như vậy, sau Nanocovax thì Covivac là vắc xin thứ hai của Việt Nam được thử nghiệm trên người. Những người tham gia thử nghiệm tiêm Covivac có độ tuổi từ 18 đến 59 tuổi, được tiêm 2 mũi cách nhau 28 ngày nếu kết quả an toàn miễn dịch tốt, vaccine sẽ chuyển sang giai đoạn 2 là tiêm mở rộng số lượng người và độ tuổi. Giai đoạn này dự kiến bắt đầu vào tháng 7 năm 2021, được thử nghiệm tại Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, mở rộng số lượng người tham gia lên 300 người, đồng thời mở rộng độ tuổi. Dự kiến quá trình nghiên cứu lâm sàng, Covivac sẽ hoàn thành vào tháng 10 năm nay. Theo Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế, mỗi mũi tiêm Covivac dự kiến có giá không quá 60.000 đồng.